Với 14 chặng đua trải dọc theo chiều dài của đất nước, với sự cạnh tranh quyết liệt gay cấn cùng sự trải nghiệm thú vị trên mỗi cung đường, giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2007 đã tìm ra những cua rờ xuất sắc nhất cho các danh hiệu. Gala giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2007, lễ bế mạc và trao giải được truyền hình trực tiếp từ thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ 16 giờ ngày 17 tháng 9 trên VTV6. Thưa quý vị và các bạn, giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 thời điểm này đã đi qua 11 chặng đua với rất nhiều những dấu ấn cả về công tác tổ chức cũng như về mặt chuyên môn. Thời điểm hiện tại thì bên cạnh danh hiệu áo xanh thì những cuộc đua tranh những danh hiệu cá nhân cao quý khác vẫn đang diễn ra hết sức hấp dẫn. Để ghi nhận cho sự hợp tác và hỗ trợ. Cho đến lúc này, chiếc áo vàng giải thưởng danh giá nhất đã đổi chủ đến lần thứ 5 sau khi Louis Desriac giành được từ Chris Sada sau chặng đua cá nhân tính giờ. Điều này phần nào cho thấy những cuộc đua tranh hấp dẫn của giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017. Nếu áo vàng có sự luân chuyển liên tục thì danh hiệu cá nhân cao quý thứ hai là áo xanh lại rất ổn định, khi lúc này Lê Văn Duẩn đã bỏ xa các đối thủ, khoảng cách lên tới 76 điểm so với đối thủ phía sau là Huỳnh Thanh Tùng, đủ giúp Lê Văn Duẩn tự tin vào khả năng bảo vệ chiếc áo xanh chung cuộc mà anh đã giành được ở mùa giải đầu tiên. Junrei Navara vẫn đang chứng tỏ anh xứng đáng với biệt danh vua leo đèo khi tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng áo chấm đỏ sau chặng 11. Tuy nhiên, khoảng cách 9 điểm với Loic de Syriac và 12 điểm với Nguyễn Tấn Hoài hoàn toàn có thể bị vượt qua khi chặng 12 kết thúc. Phía trước vẫn còn tối đa 35 điểm áo chấm đỏ để chinh phục. Đặc biệt tay đua cán đỉnh Khánh Lê sẽ mang về tới 30 điểm thưởng. Tương tự như vậy, Nguyễn Minh Việt đang có lợi thế trong cuộc đua giành áo trắng chung cuộc cho tay đua trẻ xuất sắc nhất, nhưng khoảng cách cũng chỉ là 7 giây với Huỳnh Thanh Tùng và 46 giây so với Ngô Văn Phương. Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 quy tụ rất nhiều đội đua mạnh và có tính đa dạng cao, đặc biệt là về chiến thuật thi đấu. Anh Văn Hội Việt Mỹ xác định đánh áo xanh ngay từ đầu khi tung ra hai mũi tấn công Lê Văn Duẩn và Lê Nguyệt Minh. Philippine Navi kiểm soát giải đồng đội khi sở hữu một đội hình có chất lượng rất đồng đều. By Life, Infinite Ice Cycling, Korean Cycle hay Hạt Ngọc Trời cạnh tranh nhau quyết liệt cho chiếc áo vàng chung cuộc. Lần đầu tiên một giải đua xe đạp đường trường ở Việt Nam tổ chức chặng đua cá nhân tính giờ. Điều này đã tạo nên một sự mới lạ, thú vị và hấp dẫn riêng cho giải đấu. Trong suốt chặng 10 diễn ra ở thành phố Quy Nhơn, khán giả tỏ ra rất hào hứng với trải nghiệm mới lạ này ở một giải đua xe đạp đường trường. Thưa quý vị, giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 đã trải qua được 11 chặng đua và trải qua được rất nhiều những cung đường cũng như tỉnh thành của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công của các cô rơ thì có cả một ekip. Vậy ekip họ làm gì và họ phục vụ như thế nào cho các cô rơ? Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua phóng sự ngắn sau đây của chúng tôi. Sau khi giải nghệ, cựu tuyển thủ quốc gia Võ Thành Anh Khoa tiếp tục gắn bó với đua xe đạp đường trường, nhưng trong vai trò một săn sóc viên. Bây giờ cái nghiệp đua của mình nó cũng gần 10 năm hơn, nên mình biết cái vận động viên nó cần cái gì trên đường đua, phục hồi làm sao. Kết thúc chặng đua, các vận động viên nghỉ ngơi lấy lại sức và họ lại cần bàn tay của anh Khoa để có thể hồi phục được nhanh. Tổng cộng có 7 vận động viên, mỗi vận động viên sẽ làm nửa tiếng, sẽ massage nửa tiếng vậy nè. Anh có cảm thấy mệt không? Mệt thì do mình đua về á, mình ngồi xe 170 cây á, về ăn cơm mình lại làm nữa à, thì nó cũng mệt. Những lúc như thế có ai massage cho anh không? Dạ không anh, có kêu vận động viên nhắn lưng lại có. Anh Sơn từng là vận động viên gắn bó nhiều năm với đua xe đạp, giờ đây khi giải nghệ anh chuyển sang công việc bảo dưỡng xe cho các vận động viên. Khi về thì mình sẽ lau những chiếc xe lại kiểm tra, như chẳng hạn như vỏ lớp có bị chém đá hay không thì mình sẽ thay, như thay thì mình sẽ thay như vậy, còn nếu như mà nặng quá thì phải thay vỏ ruột mới. Chăm hay không bằng tay quen, dù chẳng qua lớp đào tạo nào nhưng kinh nghiệm gần mấy chục năm chơi xe vẫn giúp anh Sơn làm tốt công việc, vừa đòi hỏi sự tỉ mỉ với yêu cầu sự nhanh lẹ này. Nói chung thì
cái nghề này nó cũng theo cái đam mê làm mới được. Tại thấy nó là dễ nhưng nó cũng rất là khó, tỉ mỉ rất là nhiều. Chẳng hạn như những khi mà nó bị trục trặc sơn líp để canh chỉnh rất là khó. Trên đường đua thì nếu như mà bể bánh thì mình phải cố gắng làm sao cho nó lẹ, nhanh lẹ để cho vận động viên bắt lại tốt, chứ để chậm giờ là mất giờ. Trên đường đua, chiến thắng vinh danh nỗ lực của các tay đua và chiến thuật của các huấn luyện viên, nhưng đằng sau đó luôn là những đóng góp âm thầm của những con người đầy đam mê nhiệt huyết với xe đạp, dù họ chẳng ngồi phía sau chiếc ghi đông. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại thành phố biển Nha Trang, Ban tổ chức giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 đã tổ chức buổi giao lưu đầy ý nghĩa sau khi các đội đua hoàn tất chặng đua thứ 11, và trong bầu không khí vui vẻ và mang đậm tình đoàn kết, buổi giao lưu đã mang tới một không gian và để lại ấn tượng khó quên đối với các tay đua và các đội đua tham dự giải năm nay. Buổi giao lưu do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chính là dịp để Ban tổ chức giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 gửi lời cảm ơn tới các đơn vị đã phối hợp cùng đoàn đua và các vận động viên tham dự giải đấu năm nay. Không còn khoảng cách về địa lý giữa các đội tham dự, không còn sự tranh tài quyết liệt qua những vòng đua. Tại đây, các vận động viên được hòa mình vào không khí sôi nổi của buổi giao lưu cởi mở và thân thiện. Trên sân khấu, tất cả các vận động viên cùng các thành viên của đoàn đua đã trở thành những nghệ sĩ với những màn biểu diễn đầy cảm xúc, lắng đọng và cả những bản nhạc sôi động. Tất cả đã tạo nên những màn biểu diễn ấn tượng và những dấu ấn khó quên. Thật tuyệt vời, chúng tôi đã có một buổi tối thật thú vị và tràn ngập niềm vui. Điều này sẽ giúp chúng tôi có thêm hưng phấn để bước vào những chặng đua tiếp theo. Tôi thấy vui lắm. Cảm ơn các bạn về buổi tối hôm nay. Đây sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp xe đạp của tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 11 chặng đua đã qua, VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 đã thực sự lan tỏa tình yêu thể thao đến với đông đảo người hâm mộ yêu xe đạp qua những cung đường đầy đam mê. Và đó là nguồn động lực to lớn để các vận động viên của chúng ta cùng nhau tạo nên những giây phút đáng nhớ không chỉ trên đường đua mà còn được khắc ghi qua những buổi giao lưu thân thiện và cởi mở như thế này.